Trời ơi, quà tặng tình yêu đổi bằng bàn tay của mẹ. Mẹ ơi, con phạm tội tày trời. Kìa, Thủy Tiên, mẹ của em ra sao? Nói cho anh nghe coi. Đừng đóng kịch. Tôi không ngờ ông là một tên cướp. Em nói gì? Hãy giữ chiếc nhẫn hột xoàn 11 ly này và nhớ rằng giữa tôi và ông chữ yêu thương được thế tay bằng hai tiếng hận thù. Thủy Tiên, từ bây giờ về sau đừng gặp gỡ trong đời người đàn bà bị mất bàn tay chính là mẹ ruột. Dần chân chân hiền nghe lời ai em cơ tôi nắng nề thật là tội nghiệp cho anh. Chuyện mẹ em bị người ta hãm hại anh sẽ tìm ra vật mặt kẻ hung thù. Anh xin em chớ quá lạnh lùng mà tôi rồi còn chi đâu anh ơi, có còn lại chẳng giữ âm thôi trong cơn thương đau mệt đắng môi. Yêu rồi là sao quên em, mẹ nào bằng mẹ thương đâu đây nếu xa em rồi anh đau khổ. Để tiếp tục xu tôi vào cơn đam mê điên loạn, cái giữa tôi và ông chỉ còn một con đường duy nhất là đường ông đi, đường tối tôi bước đôi ngả chia ly phương trời ly biệt. Còn bước vào cơn đam mê điên loạn, còn tôi đem bước đau thương mà nghe triệu năng một kẻ chưa mong thấy ơi, anh đã chung tình ta vào trong tuyệt vọng. Mắt đơn hoàng quay bầu trời nghiêng đổ, ta như cái xác không hồn đang giấc giờ phiêu lãng. Em hãy nghe anh nói, anh yêu em làm sao hại mẹ em được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thầy ông ơi, thầy ông ơi, đừng nói chi thêm những lời ngọt ngào cho lòng thêm đau càng thêm cay đắng khi lòng già ông đã đổi thay theo tuổi đời đen trắng trong khi lòng tôi đặt hết niềm tin vào mối tình đầu có ngờ đâu có ngờ đâu được vào tình yêu có trăm lần đau có vạn lần sâu. Hôm nay kể như chúng ta đã chết, cô thân quan cầu đã ngăn cách tình duyên. Xin mẹ hiền hãy tha tội bất hiếu cho con, công sanh dưỡng kiếp này con lỗi nào để che khó mang đêm dài quanh quẻ tôi xế chiều chiều cô độc. Thủy Tiên, hãy nghe anh nói đi em. Đừng nói nữa, hãy đi đi, hãy đi đi. Thủy Tiên ơi, anh như cánh én trao nghiêng lần xuống phương Nam căn cơn tuyết gia. Còn em là mỗi cành xanh la để kiếm gió bay xa qua nơi xây tổ. Phẳng lặng bóng ai gây sóng gió ba đào. Thủy Tiên ơi, nếu bảo anh là người có tội, anh sẵn sàng quỳ trước mặt em đây. Cuộc đời anh lẫn đẫn lao đao, dõi mắt nhìn đời lạnh lùng ác cảm. Tình yêu của em như giọt danh dương quyền diệu lòng anh phơi phới tình hồng. Trời ơi, lời đường bật che giấu tấm lòng dáng dối. Tôi làm tình yêu một kẻ yếu hèn, nghe cay đắng bóng tê đầu lưỡi. Bình tâm nghe anh nói đầu đuôi, đừng nên để khổ cho nhau. Anh đâu phải kẻ vương lương tâm, bị phân thay. Anh không hẹn với suy nghĩ của em, anh vô tội thì làm sao nhẫn tội. Một kiếp gió sương nửa đời phiêu bạt, khuấy nước chốc trời, chưa từng run sợ trước hiểm nguy. Anh sợ em hiểu lầm rồi làm dán dở tình ta. Tiên ơi đừng làm đau đớn xót xa, nhìn em rưng rưng lệ trào sôi căm hờn. Ông càng nói càng lộ ra chân tướng sự thật như thế nào, tôi đã rõ căn nguyên thôi. Thế từ đây đặt dính bìa chôn chặt ân tâm trong hận quán triền. Thủy Tiên, em hãy nghe nói. Đừng nói nữa, tôi không nghe, tôi không nghe. Nhưng anh muốn biết, ai nói với em anh là tướng cướp Thái Sa Lem? Ai? Mai Chi. Thầy, anh hãy nghe cho rõ. Từ đây cho đến hết cuộc đời, Đừng bao giờ cho tôi thấy là mặt anh. Vĩnh biệt Thủy Tiên.
Mai chi? Con khốn nạn Mai chi, mày dám xen vào đời tư của tao, mày hãy xem tao hành động. Xin cảm ơn phần trình diễn rất là đặc sắc của hai nghệ sĩ Châu Liêm và Phượng Hằng trong trích đoạn Về Cái Lương Lệnh Truy Nã của soạn giả Xuân Giang và Đăng Minh. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Ngày xưa xin đừng nhắc lại, khi lòng tôi đầy uất hận khôn nguôi. Giờ đây chuyện giang sang xin